Hello, Trung Đẳng xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung Đẳng. Kính thưa quý vị, trong mỗi con người của chúng ta, cái quan trọng nhất của con người mình đó là đôi chân quý vị. Khi mà con người của chúng ta gặp không may, đôi chân bị gãy một chân hoặc là tàn phế, hay là ngồi xe lăn, hay là bị gãy chân mà không có tiền để trị bệnh, thì có lẽ con người của chúng ta rất là đau buồn, rất là tủi nhục quý vị. Nếu như họ mơ ước một điều để trị bệnh, để đi lại bình thường như tất cả mọi người, mà chúng ta làm được điều đó thì có lẽ đó là phước đức rất là lớn quý vị. Người ta thường nói cứu một mạng người hơn là xây 7 kiển chùa quý vị. Kính thưa quý vị kính mến, kính thưa khán giả gần xa, hôm nay Trung Đẳng không quay món ăn và cũng không quay ca cổ ca hát gì cả, mà hôm nay Trung Đẳng hiện tại đang có mặt tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, khu dân cư sau lưng xã Trung Hưng, quê nhà của Trung Đẳng. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Trung Đẳng sẽ thăm lại một người anh cùng xóm, một người anh kết nghĩa cách đây khoảng 20 năm. Lúc đó thì Trung Đẳng chưa có đi hát quý vị, chưa thi tiếng hát truyền hình. Thì anh em ở xóm thì có làm ruộng chung, đi vác lúa, làm giạng máy suốt, rồi vác phân, nói chung là ai thuê gì làm đó. Thì anh em cũng có rất nhiều kỷ niệm, rất là nhiều tình cảm, tình nghĩa khó quên quý vị. Hôm nay Trung Đẳng trở về quê nhà thì có nghe ba mẹ nói lại và anh em nói lại, người anh đó đã bị té gãy chân quý vị, mà hoàn cảnh rất là nghèo khổ ở khu dân cư. Khu dân cư này thì nhà nước cho những hộ nghèo, những gia đình không có đất ở quý vị. Thì hôm nay Trung Đẳng về đây nghe như vậy thì Trung Đẳng rất là buồn, rất là đau lòng quý vị. Thì hôm nay Trung Đẳng sẽ mời tất cả mọi người theo chân của Trung Đẳng thăm lại một người anh, và thăm lại hỏi thăm hoàn cảnh của ảnh, và thăm ảnh coi là đôi chân của ảnh có khỏe hay không, và ảnh có ước ao gì. Gần 20 năm rồi mới gặp lại anh. Bây giờ Trung Đẳng sẽ mời tất cả mọi người để đi thăm nhà của một người anh đó nhé. Bây giờ Trung Đẳng sẽ mời tất cả mọi người theo chân của Trung Đẳng qua nhà của anh Hai nghe, anh Hai nhé. Đây là sau lưng xã Trung Hưng quý vị. Sau lưng thì mình chạy qua cầu. Qua cầu là mình quẹo phải là tới nhà của anh Hai. Giờ mời tất cả bà con theo chân Trung Đẳng nha. Chắc chắn hôm nay gặp lại anh là anh Hai rất là vui. Đây là khu dân cư dành cho những người nghèo ở quý vị. Dạ, Thắm. Chờ chờ chút nghe, chờ chút nghe. Hình như là anh Hai đang ngồi quý vị. Rồi tới nhà anh Hai rồi. Chào anh Hai. Bây giờ em sẽ đậu xe lại rồi để phỏng vấn thăm anh Hai nha.
Giờ thưa anh hai ha, À, nói đi. hôm nay gặp lại anh này em cũng rất là xúc động. Nói. Thấy hoàn cảnh của anh em cũng rất là bất ngờ quá. Cũng gần 20 năm mà mới gặp lại anh. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Trung Đẳng đã gặp được anh hai, một người anh cùng quê, cùng xóm gần 20 năm. Trước 20 năm, trước lúc mà Bùi Trung Đẳng đi thi tiếng hát truyền hình đó, đi hát á, thì Đẳng và anh hai có rất nhiều kỷ niệm quý vị. Đi làm vác lúa, vác phân, tất cả các thứ làm việc nặng. Anh hai là một người phải nói là tướng tá rất là mạnh khỏe, lực lượng quý vị. Thì bây giờ anh hai sẽ giới thiệu với quý vị là anh hai tên gì ha. Rồi anh hai giới thiệu đi. Tôi tên Nguyễn Văn Chí, sinh 1952. Năm hai ha. Thì tôi lúc đó thì cũng bằng hàng bằng mướn sống không à, Dạ. nhưng bây giờ thì bằng tiếp con không được, chỉ ngồi đi tới luôn cũng không được nữa. Rồi tôi cũng không biết làm sao mà biết than thở gì với ai bây giờ đấy Anh hai à, hả? anh có thể kể lại là anh bị té năm nào anh hai? Bị tại sao anh té? Tôi đi bữa đó tôi cũng Đi làm hay sao? đi không có đi, đi chơi đi về rồi nó cũng sức khỏe nó cũng đau lắm rồi đi À, nó cũng lớn tuổi này kia, nhức đầu này đi kia ha. đi nó chón vón cái nó té vô cái giá võng á, Vậy hả? té đứng ngồi xuống đó té gãy ngay bàn đít, không có chỗ lành. Vậy hả? Chứ phải mà té cái đùi cái giò tôi bó cũng lành, chân bó đi bó khắp thầy chân mà nó không lành. À. Phải gắng chịu gì thôi chứ không biết làm sao. Không biết than thở gì với ai vậy đấy. Rồi anh hai té năm năm nào anh hai? Té rồi cách đây 3 năm ngay chân tháng Tết mùng 9 tháng Tết là tháng tháng Giêng đó mà năm coi năm này mấy ta cách cách 3 năm đó kể nhớ là Là anh bị tai nạn cũng 3 năm rồi hả? 3 năm rồi đó. Rồi mà lúc anh té đó là anh có đi bác sĩ không? Có đi bác sĩ nó rồi nó bác sĩ cờ đỏ nha, Dạ. đâu có tiền đi xa đi cờ đỏ thì nó đòi làm mổ xích rồi mình không có đủ tiền mổ đi cái chạy đi lo thầy thuốc nam ở Dạ. bên Đồng Tháp á. Thằng Tháp ha. Lên đi lo đi táo tận đi lo nhiều quận mà nó cũng nó bớt cái giảm cái đau chứ mà cái đi đi không được. Dạ. Đó là cái thiệt diện không biết làm sao mà tính nữa, bây giờ bó không lành rồi đi bác sĩ đi mổ thì tiền đâu không đi thôi, bây giờ gắng chịu đi. Dạ. Cái xe là đi ngồi không à, cái xe lăn này mới đây là thằng em nó đi bên Hàn Quốc nó mua về nó cho đó. Gì hả? Chứ đâu có sắm chơi gì được đó, Cái xe này là cũng của có Thanh đó, của thứ sáu à, em thứ sáu. của anh Sáu Thanh là anh gửi tiền mua tặng ha. Dạ. Rồi lúc đó là bác sĩ có nói với anh hai là mổ tốn bao nhiêu tiền này kia không? Mà sao lúc đó 3 năm trước không 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 chịu tranh thủ làm đâu, để ngồi xe lăn 3 năm trời. Mới xe mới ngồi đây nằm trên Dạ. vạc, không nằm trên vạc đó 2 3 năm đó, nằm À. không có bước đi được đâu nữa. Nằm không trên vạc vậy đó mà trải qua 3 năm, cái xe này mới đi có tháng này Dạ. Bây giờ à, là sức khỏe của anh là vẫn bình thường ha. cũng có ba bình thường mà ba cái giò ba cái nó nhức quá. Tối nhất ha Mà sao nó hành bây giờ ăn cơm không được nữa ta, ăn nói hoài ấy, ăn vô ói ăn vô anh. ói, một lần ăn 5 6 chén cơm bây giờ 1 chén một à. À, lúc đó là anh hai đi bác sĩ đó, thì bác sĩ có nói là nếu như mình có đủ tiền thì mình mổ là đi lại bình thường như người ta không? Thì không nghe nói gì, bác sĩ chỉ nói là Mổ. sắp xương mổ sắp xương lại thôi à, chứ Dạ. không nghe nói cái vụ mà lành đi bình thường. Dạ. Nhưng rồi thời gian có hỏi thăm người ta có đi mổ mà thành phố đó, Dạ. người ta nói gì 70 80 triệu gì mình thôi bù luôn đi. Dạ, 70 80 triệu hả? Ở đâu mà Thì kiếm em biết là gia đình của anh hai thì ra. cũng rất là khó khăn.
ở khu dân cư. Thì nếu mà cái số tiền mà 60-70 triệu, 70-80 triệu á, thì phải nói là nó quá lớn quý vị. Quá lớn đó, dạ, với tôi lo nổi đâu. Gán chịu vậy hả? Dạ. Bây giờ nếu như bây giờ, nếu như mà mình may mắn ha, mình thí dụ mình mua ngày tờ giấy số vậy đó, may mắn thì hoặc là được bà con gần xa ủng hộ, những nhà hảo tâm giúp đỡ anh hai, thì mà anh hai mà nếu mà có tiền mà mỗi đi lại như bình thường chắc và nói chắc mừng, chắc dữ lắm mừng anh hai ha. Mừng có gì bằng đâu. Dạ. Thiệt nhé, nói là món khóc thì cũng mừng. Dạ. Mà ai cho phải được cái phép mà đi được, mình không có cái kiểu gì bằng. Kính thưa quý vị gần xa kính mến, thì hôm nay Trung Đẳng với tư cách là một nghệ sĩ, một sĩ nghệ sĩ cải lương trẻ hiện nay, thì anh Hai Chí á, là một người anh cùng quê cùng xóm của Trung Đẳng từ lúc mà thời Trung Đẳng còn nhỏ xíu, à mười mấy tuổi anh Hai. Mày làm giang với tao mày. Dạ. 18-19 tuổi vậy. Dạ. Thì Trung Đẳng thì có thể giúp đỡ anh Hai một phần nào đó, cũng hy vọng rằng bà con cô bác, những fan hâm mộ cải lương, những fan của Trung Đẳng mà xem clip này đó, nếu mà thương anh Hai, thương anh Hai, thương hoàn cảnh của anh Hai, có thể những nhà hảo tâm có thể giúp đỡ anh Hai được cái số tiền không cần nhiều lắm đâu, tại vì anh Hai bây giờ cũng khổ lắm, gia đình nghèo khổ cái gì. Thì nếu mà may mắn mà được số tiền mà mổ á, thì rất là mừng quý vị. Còn nếu mà không đủ số tiền á, thì có bao nhiêu cũng được hết anh Hai. Đúng có rồi. Thể mình trang trải cuộc sống, tại vì anh Hai bây giờ là quý vị thấy rồi đó, giờ ngồi xe lăn đâu có làm gì ra tiền quý vị. Có hai đứa con, thì một đứa con gái thì cũng lập gia đình xa rồi, còn thằng con trai thì cũng bằng tuổi của Trung Đẳng quý vị, nhưng mà tại vì gia dế thì phải kêu anh Hai bằng anh. Cái thực sự là anh Hai là đáng tuổi, lớn tuổi hơn ba mình đó quý vị. Bây giờ anh Hai có nỗi lòng ao ước gì anh Hai nói cho em nghe anh Hai. Ước mơ là anh phải dành cái đi được trong cái thời gian còn lại là mình sống tuổi già nè, mình khỏi gây khó cho người khác mà lo không làm phiền cho người thân ha. Tiêu tiểu giặt vũ. Dạ. Trong gia đình nó cũng nhiều cái nặng lắm. Dạ. Nhiều người dính cho mình nữa, cho phải một mình đâu. Dạ. Mình vậy chứ dính tới 2-3 người khác nữa, nó nặng dữ lắm, nặng mà mình than thở vậy thôi chứ không có cách gì chứ. Dạ. Phải biến quá được thì cũng là làm, còn không được. Dạ. Mà không có mơ gì, không là mơ đi được cái mừng dữ lắm mừng. Bây giờ lâu gặp lại quá. Thì em đến trước tiên là thăm anh Hai nha. Quay video này để em đăng kênh YouTube của em á. Thì nếu như mà bà con cô bác gần xa thương tình á, thì gửi quà về cho anh. Rồi em đem về cho anh. Nếu được á thì. Dạ. Mừng nhiều con. Không có ước mơ gì hơn là quà và cáp gì, nhưng mà chỉ. Dạ. Có ước mơ cái giò đi được, mình khỏi gây rối cho người khác. Dạ. Vậy đó, cũng đỡ dữ lắm. Đỡ còn chứ riêng em là ở dưới quê, thường anh kêu em bằng Đẳng đó. Thì bây giờ em gặp lại anh thì em cũng không có, nói chung là tấm lòng của em thôi. Em cái này là gửi cho anh Hai. Gửi cho anh Hai cái này là uống cà phê thôi ha. Gửi cho anh món quà nhỏ nhỏ, uống cà phê thôi. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Có cái... Rồi bây giờ em sẽ quay anh Hai. Rồi. Anh Hai bây giờ mình vô nhà ha. Vô nhà mình quay anh Hai, mình lăn xe vô nhà. Lăn xe vô. Nghỉ ha. Rồi. Nói chung là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này nha. Bây giờ Trung Đẳng sẽ quay anh Hai vô nhà, thăm nhà của anh Hai quý vị ơi. Vô nhà. Rồi cảm ơn. Vì. Cái ghế nha. Để ta vô coi bây. Rồi bây giờ để anh Hai vô nhà nè. Dạ dạ rồi để em quay anh Hai nha. Kính thưa quý vị, đó bây giờ anh Hai ngồi xe lăn rất là khoan nhẹ thôi, đau nhẹ thôi, giờ rớt nó đau rất là cực khổ quý vị.
bà con cô bác gần xa thương tình, thì những nhà hảo tâm thì giúp đỡ anh hai của mình nha quý vị. Đây vô nhà của anh hai nha. Đây đây là ngôi nhà này là nhà nước cũng dành riêng cho những hộ nghèo không có đất ở quý vị. Giờ ủa anh hai lên giống luôn hả? Hả? À, sao? Lên giạc kìa. Hả? Lên giạc. Giờ để cho ngồi xe lên giạc mệt không? Hả? Lên giạc. Đi là xuống xuống. Nhưng mà tự ông lên xe được không? Được. Được. Vậy hả? Chân này là ông lết cho mình nó nào. Có cần em phụ gì, có cần em phụ gì không? Thôi khỏi. Lên được. Rồi. Rồi xong. À, kính thưa cả nhà của Trung Đẳng, bây giờ là Trung Đẳng sẽ kết thúc video tại đây nha. Giờ Trung Đẳng sẽ ngồi tâm sự với anh hai. Đây là chị hai nha. Mà ngồi giống mà chào khán giả coi. Đây là chị hai quý vị. Bây giờ mượn món cái gì? Đây đây không sao, cái máy thu. Ok. Rồi chị hai cầm cái này thôi. Cầm rồi. Rồi vậy đó. Rồi vậy được rồi. Đó, ở vậy đó. Rồi kính thưa quý vị, đây là chị hai. Chị hai chắc thời gian qua anh hai anh bị gì, chắc chị hai chắc cũng rất là buồn, rất là lo hả chị hai? Dạ. Chị có tâm sự gì vậy? Chị có thể hỏi thăm chị chút xíu được không? Được. Rồi. Bệnh não hả? Bệnh não 2-3 năm nay. Nằm bệnh viện đâu 20 mấy. Ủa giờ chị hai có bị bệnh đó hả? Bệnh não lâu rồi, hồi nằm nhà thương thơ lắm. Mê mang luôn ở đây là cầu an. Người ta cầu an rồi đó, đứng dước gì không chôn đó, mà trời Phật độ. Để bù gói vừa đó. Để cái này, cái mi. Để cái mi hạ thấp xuống. À rồi được rồi. À. Bị não ở Dương Thơ 28 ngày. Vậy hả? Ừ, đau sao ông hai, ông hai đau trước mà cái giò. Ở đây người ta cầu an rồi. Rồi ngày thường thì lúc mà anh hai bệnh này, chị hai bệnh nữa thì mình nên mỏng nó làm chắc cũng... Làm nuôi tôi với ổng đó. Chắc làm chắc nhỏ chắc cũng Trần A Lai khổ à? Ừ. Nuôi hai đứa nhỏ nữa đó. Rồi con chào con Sáu nha, chào Sáu nha, để con đang quay chút xíu nha. Mày tưởng đâu mày quên tao chứ. Không có, tại nãy con đang quay. Quên bác Sáu mày. Dạ, nãy con đang quay vậy. Dạ. 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 Giờ mộng dọn cơm sẵn à, chút xíu quay xong ăn cơm luôn rồi quý vị ơi. Ăn cơm luôn. Đang dọn á. Đang dọn. Dạ. Rồi trời khổ. Đi kiếm tấm trang mà tấm trang tốt thành phố nào kiếm có mày tấm trang ở đâu tấm trang thành phố không biết tấm trang không tấm trang hả ừ tấm trang làm mạnh thường quân à vậy hả mạnh thường quân một lần cũng mới cắt cái nhà cho ông à có nghĩa là anh tấm trang đó là anh cũng thường hay làm bên dự thiện ha cũng hay giúp đỡ người nghèo ha dạ dạ một lần ông cắt cái nhà cho ông Sáu Hả này cũng làm từ thiện này cho nuôi mấy người già. Kính thưa quý vị, kính thưa tất cả mọi người, thì nãy giờ thì quý vị cũng nghe hoàn cảnh của anh hai, cũng nghe anh hai chị hai tâm sự quý vị. Bây giờ là hai vợ chồng là bệnh hết rồi. Không chỗ không. Dạ, bây giờ thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Còn mình nên bạn già của tôi đó, mộng đó thì nó làm thì cũng đủ lo thôi chứ không ngoài ra cũng không dư nổi. Mình nên nuôi 7-8 người. Dạ. Bữa nay gặp lại gia đình anh hai chị hai thì em cũng rất là mừng luôn. Vừa mừng mà vừa khóc luôn á, thật sự luôn, đau lòng dữ lắm. Quá bất ngờ luôn. Thì mong khán giả gần xa, tất cả mọi người xem video này thì có lòng hảo tâm thì quan tâm đến hoàn cảnh của anh hai chị hai, cũng là người xóm giềng của Trung Đẳng, là có thể hỗ trợ ủng hộ anh hai chị hai để cho gia đình anh hai chị hai là bớt qua cái hoàn cảnh khó khăn này quý vị. Thì bây giờ em cũng chúc cho chị hai nha, cũng gắng dưỡng bệnh.
Ha, uống thuốc Nam, thuốc Tây, thuốc Bắc gì đó, cố gắng. Đủ cái gì cũng uống hết trơn kìa, còn chẳng mới còn, ta cho thuốc Nam đó. Anh hai nữa, anh hai cũng gắng gì sức khỏe anh hai ơi. Dạ. Dạ. Thì thôi bây giờ dạ, kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Thì, để Trung Đẳng sẽ để địa chỉ, để số điện thoại. Rồi có gì quý vị gần xa mà hỗ trợ ủng hộ cho gia đình anh hai chị hai đó thì cứ comment ở dưới video hay là gọi trực tiếp Trung Đẳng cũng được. Bây giờ cho phép Trung Đẳng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị những video sau nhé. Chào tạm biệt quý vị.